Rồi cho đất đổ máy cày. Xin chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ cô chú anh chị một khung đất là bốn con đang xới, một con máy xới, hai ba con máy chặt. Quá quá dữ, hấp dẫn. Trời ơi, quần của này còn gì của ta, hấp dẫn nha. Coi kìa các bạn ơi, đất khô luôn, chơi đa chạm đất khô luôn mới sợ mới ghê chứ. Chết luôn rồi. Cái này nó xới tắt hai rồi các bạn ơi. Bốn con lượt luôn. Ba con mới chặn, con mới xới tay. Mà con mới xới tay xới xong không ạ? Nhìn mặt đất các bạn. Đẹp đã không? Xới những mức không gốc gạ luôn nha. Gian chặn là 6 mét rồi các bạn. Bạn giữa là 3 mét, 2 là 6 mét đó. Chặt thứ gì chịu nổi không trời coi kìa. Đằng kia con đó kìa. Ồ. Chặt khô luôn, không cho nước luôn hả? Chơi kỳ vậy. Khô này có công đất gì. Là 3 con. 4 con. Như con đó đi qua khung khác các bạn, qua khung mới rồi đó. Bạn thích cho mình xin một đăng ký nha, một chia sẻ nha, là mình có động lực làm video tiếp theo nha. Tàu tàu của nó chạy kìa bạn, ghê gớm luôn. Ôi trời, lỗi là mình đó, ông nội ơi. Mấy con xe máy này là mà chạy lái xuống ra xuống vỏ bạn, chạy phao cực kỳ luôn á. Anh nghỉ rồi bạn, anh bạn mình xới nghỉ rồi, giờ anh quay qua đây cho bạn xem mấy con máy này.
bà con mình tiêu chạc nó quăng còn gì của các bạn, đất nó bằng như cái ngựa trời, nó đẹp kìa, mặt đất nó đẹp, nó đang cạnh luôn. Đã thiệt. Này các bạn nhìn bằng đất này, này các bạn thấy ghiền không, cực đẹp luôn á, nó đẳng cấp luôn. Ba con là mà chịu quằn chạc à các bạn ơi, nó lắng như là cây cơ, nhưng mà thấy hình được có bóng kìa. Nè các bạn thấy xe này nè, đó, để cho rất đẹp luôn. Lên sóng nhựa luôn các bạn.